Một trong những công trình tiêu biểu thể hiện đẳng cấp quốc tế của dự án Vinhomes Central Park là tòa tháp Landmark 81 nằm ngay trung tâm của khu phức hợp. Với độ cao 461m, bao gồm 81 tầng nổi và 3 tầng hầm, tòa nhà Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Công trình kiến trúc này được tư vấn thiết kế và giám sát thi công bởi các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xây dựng như Mace và Atkin Anh Quốc, A-Group Hoa Kỳ hay Oricon của Úc. Với thiết kế lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống của Việt Nam, Landmark 81 sẽ trở thành biểu tượng phồn vinh của thời đại mới, kiêu hãnh và đầy tự hào, đưa Việt Nam sánh tầm thế giới. Tôi xin cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng chương trình Đồng Tiền Thông Minh. Và chúng tôi vẫn đang trò chuyện với vị khách mời, đó là anh Nguyễn Đức Quang, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh của công ty bất động sản Vinhomes 1. Và thưa quý vị, một tự hào khác nữa của dự án phức hợp Vinhomes Central Park chính là tòa nhà Landmark 81. Và trong phần tiếp theo này thì chúng tôi sẽ cùng đi sâu và tìm hiểu những kiến trúc bên trong cũng như là những tiện ích cao cấp khác của tòa nhà Landmark 81. Xin chào anh Quang. Trong cái chương trình Đồng Tiền Thông Minh kỳ trước đó thì anh cũng đã có chia sẻ sơ lược một vài thông tin về cái sự ra đời của tòa nhà Landmark 81 này. Như vậy thì nhân cơ hội này thì anh có thể nhắc lại cái ý nghĩa đặc biệt nào đó mà nó gắn liền với cái tòa Landmark 81 này của dự án Vinhomes Central Park. Cái tòa nhà Landmark 81 của chúng tôi thì được thiết kế dựa trên được lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre truyền thống của Việt Nam, thì với mong muốn là thể hiện một sự đoàn kết phồn thịnh trong tương lai cho Việt Nam mình. Cái tòa nhà này của chúng tôi thì sẽ cao 81 tầng, chưa bao gồm là 3 tầng hầm, và cái độ cao nhất thì rơi vào là khoảng 461m. Mà nếu mà theo như thống kê hiện tại đến thời điểm này thì là nằm trong top 10 tòa tháp cao bậc nhất thế giới và là một tòa tháp cao nhất Đông Nam Á. Tức là chúng ta cũng khi mà tòa tháp này, tòa tháp Landmark 81 của chúng tôi đi vào hoạt động thì sẽ là vượt qua tòa tháp Petronas Tower ở bên Malaysia. Nếu như mà là một cái tòa nhà cao nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tòa nhà cao nhất trên thế giới thì rõ ràng là để thiết kế cũng như là để xây dựng nên cái dự án này quả nhiên là sẽ không có phải là dễ dàng. Như vậy thì anh có thể chia sẻ những cái thách thức nào mà Vingroup phải vượt qua trong cái quá trình mà thực hiện dự án này? Thực ra thì tôi cũng chia sẻ là với cái công nghệ thi công xây dựng hiện nay của chúng ta ở Việt Nam ấy thì cũng chưa thể đáp ứng được cái khả năng xây dựng một cái tòa tháp chọc trời như vậy. Thế cho nên là cái khó khăn của chúng tôi là bên cạnh cái vấn đề là chi phí lớn ra thì là cái công nghệ thi công nó như thế nào. Đấy thì cũng để cái khắc phục cái điều này thì chúng tôi cũng đã ký kết với một loạt các nhà thầu danh tiếng thế giới. Vì để những cái nhà thầu đó đã từng tham gia vào thiết kế cũng như xây dựng cũng như thi công các cái tòa tháp chọc trời, điển hình như là tập đoàn Askin của Anh là trực tiếp tham gia vào thiết kế cái tòa Landmark 81 này. Và như anh cũng có nói rằng là cái tòa Landmark 81 này có thể nói là trái tim của cái khu phức hợp Vinhomes Central Park, và anh cũng có chia sẻ với chương trình những cái tiện ích đẳng cấp của hai cái quần thể kia rồi. Như vậy thì có phải rằng là những cái tiện ích ở bên trong cái tòa tháp Landmark 81 này thậm chí là nó còn cao cấp hơn những cái tiện ích khác? Nếu mà khi mà tôi chia sẻ về cái tiện ích của Landmark 81 thì không những là cao cấp hơn mà cũng tương đối là nhiều. Đấy, tôi lấy ví dụ như là chúng tôi có một cái sân trượt băng trong nhà lớn nhất Việt Nam hiện nay với diện tích lên đến 3.500m2. Đó, đây cũng là một cái điểm nhấn. Rồi chúng tôi có hồ bơi vô cực được đặt tại tầng 6 với diện tích hơn 1.000m2. Đó là một dạng hồ bơi mà không đặt tại tầng trệt. Đấy, mà đặt trên cao. Đấy, giúp cho người bơi trong hồ bơi đó có thể thỏa mắt cái tầm mắt nhìn ra cái sông Sài Gòn cũng như là công viên Vinhomes Central Park của chúng tôi. Đấy. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái tiện ích như là Siga Lounge, Wild Lounge. Chúng tôi cũng có trung tâm thương mại Vincom Landmark 81. Rồi chúng ta cũng có khách sạn Vinpearl 5 sao. Và cũng một cái điểm nhấn là cái đài quan sát được cho là cao nhất Việt Nam, được đặt tại đặt trên 3 cái tầng áp mái ở trên cùng. Thì đấy là những điểm nhấn. Những cái điểm nhấn và rõ ràng rằng là nếu như vậy thì những cái tiện ích của cái khu dự án Landmark 81 này có thể sẽ là một cái nơi
một cái khu giải trí không chỉ riêng cho cá nhân bất cứ người nào hết, mà còn cả gia đình của họ nữa, coi như là con cái rồi những người lớn tuổi cũng có thể được hưởng lợi. Tuy nhiên á, có vẻ như là những cái tiện ích này thì nó rất là cao cấp, với cái mức chi phí có thể là rất là cao, và có thể là chỉ có một nhóm đối tượng nào đó mới có thể khả năng mà sử dụng được thôi. Như vậy thì đây có phải là ngay từ đầu thì Vingroup đã đưa ra cái mục tiêu rằng là tất cả những cái tiện ích này chỉ để phục vụ cho một cái đối tượng đặc thù nào đó? Cái đối tượng khách hàng của Landmark 81 thì cũng là một đối tượng khách hàng rất là đặc thù. Họ muốn khẳng định cái đẳng cấp của mình bằng việc là họ sẽ ở cái căn hộ thuộc cái tòa tháp cao nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tòa tháp cao nhất thế giới hàng ngày. Đó là hàng ngày, là khác hoàn toàn với việc là chúng ta thỉnh thoảng đến đó chơi. Thế chính vì vậy mà tất cả những cái tiện ích mà chúng tôi cho Landmark 81 thì chúng tôi đang đầu tư và nghiên cứu rất là kỹ, rất là chú trọng đến nó. Ví dụ như tôi liệt kê vừa rồi là Cigar Lounge, Wine Lounge là những cái tiện ích mà khá là cao cấp, cho đối tượng khách hàng cũng rất là cao cấp. Thế còn về câu chuyện là về câu hỏi mà Tổ Trinh vừa hỏi là có phải là cái tiện ích đấy là chỉ dành cho cư dân của Landmark 81 hay không, đúng không? Thì cái này cũng không hoàn toàn là đúng. Bởi vì là ví dụ như là chúng tôi cũng có cái trung tâm thương mại Vincom Landmark 81, có thể toàn bộ cư dân cũng như có thể là khách vãng lai người ta cũng có thể đến sử dụng cái tiện ích này. Vâng, còn những cái tiện ích khác ví dụ như là sân trượt băng hay là hồ bơi thì người ở bên ngoài, người dân thành phố có thể vào để mà tham gia được không? Sân trượt băng lớn nhất Việt Nam thì người dân bên ngoài cũng có thể vào sử dụng. Thế tuy nhiên cái hồ bơi vô cực này của chúng tôi thì chỉ dành cho cư dân của Landmark 81 thôi. Như vậy đối với một cái đẳng cấp và những cái tiện ích mà nó mang cái tính chất mà xa hoa như vậy thì nói chung là về mặt xã hội thôi, thì anh có lo ngại về cái việc là phân chia đẳng cấp quá hay không? Thực ra thì theo tôi thì cũng không hẳn là đến cái chuyện mà phân chia đẳng cấp quá. Tại vì là trong cái cư dân của chúng ta, trong người dân của chúng ta thì cũng có đâu đó có một cái đối tượng khách hàng mang tính gọi là thượng lưu, người ta muốn thể hiện cái đẳng cấp của mình. Thì tôi nghĩ là chúng tôi cũng đã đáp ứng được tất cả các cái tập khách hàng mà chúng tôi có thể phục vụ, chứ không có đến cái mức mà gọi là phân chia đẳng cấp như thế, thì tôi nghĩ cũng không đến mức như vậy. Vâng, bởi vì là như anh nói thì những cái tiện ích khác thì các cư dân bên ngoài cũng có thể vào tham gia và cũng thể hưởng được những cái sự tiện nghi của một cái dự án mà nó cao cấp nó mang đến. Vâng, và cảm ơn anh Quang rất nhiều, và cũng hy vọng rằng là cái sự thành công của khu phức hợp Vinhome Central Park nó sẽ ở một cái mức độ mà như là anh cũng như là như các vị ở Vingroup mong đợi. Và cảm ơn anh rất nhiều đã đến đây tham gia chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới trò chuyện với anh Nguyễn Đức Quang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực phía Nam của công ty kinh doanh bất động sản Vinhomes 1 về dự án khu đô thị phức hợp Vinhomes Central Park tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và Tú Trinh xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đồng Tiền Thông Minh tiếp theo.